Trời ơi. Bây giờ hả? Trời giờ ơi. À, cái chén tôi là cái gì? À, ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, Hoàng Thắng. Bây giờ trời đất ơi. Đi còn mơ, tao ngủ rồi, để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn, tao lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? À, ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi, trời ơi, chùi chút xíu rồi, sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông nhớ cái câu tôi rủa nghe, tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Wow. Ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén, cho mâm, cho đũa, ta cỡ nào ông cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến đó. Tôi nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á. Không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc, nó bị hư. Lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó. Để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài. Đúng không? Thà cho làm phước người ta đi. Chứ lẽ này á, tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang tội thôi chứ đúng không? Lát tôi kể bà nghe vụ này. Trời ơi, kể kể đi, nó đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hù nhau đúng không? Bỏ ly à, ly á cũng có ngày sẽ gia ly thôi. Gia ly thôi. Nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe hay ha. Trời ơi. Phụ nữ nghiêm túc, sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tác vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kính đáo lại một chút. Thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa. Tươi mát quá, nó thừa kiện, coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ, mày đều tiếp hết. Tao không tiếp nữa, nha. Nhưng mà mày nhớ, không cần nhìn ánh mắt nữa. Bởi vì mày phán đoán sai không? Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô. Khách lạng qua lạng lại không mời vô. Khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Không hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống em mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không mắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn nói vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Không, đâu đông mà. Không, quán đông lắm. Tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, không, đừng đi, đừng đi. Tại tới giờ cơm trưa ta ra đông lắm. Thiệt, bình thường đông lắm. Tại vì chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng như em thế này. Mà, quán vắng gì? Lát, em hứa chị luôn, em thề. Đông em thề hứa lát một đông, đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm. Dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ, dạ em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ, dạ em biết rồi. Chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. Trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nó chị ăn vũ nữ? Xúc phạm nha, vũ nữ cũng không có ăn mặc như vậy. Dạ em xin lỗi chị. Dạ chứ dạ, em hỏi chị chứ giờ dạ, chị là... À em biết chị rồi. Chị là nghệ sĩ phương. Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không chị phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ. Chị làm cái loại gì đó nó tầm cỡ lắm. Em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì nữa cơ. Đồ sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp dạ. Chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị. Được mời chị ly nước. Cỡ Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi. Cả
đêm chị ngồi đến 6-7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người, thì từ đó là... Chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À, chị yêu gọi là... Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi, hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha. Là chị không có yêu mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Trời, chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời. Hay quá, chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ, ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có Quyền Linh. No. Chi Bảo. No. Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Nhật Cường là chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á kìa. Trời ơi, tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời, đã nãy giờ chị không nói. Mà chị nói tôi nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời, đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải đó, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Quần Phúc cơ. Trời ơi, Ưng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi, chị quen nhiều người, quen mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống á, làm con người là phải sống thật nha. Đúng rồi, phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Rất là thật. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy. Đó, tóc em tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Dạ, tóc này là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói. Dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp nè, tóc thật nè, đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật. Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối thì có nghĩa là mình sống thật. À, có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Chị ghét sống dại vô lắm. Đây, chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ, vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ, áo này 150 triệu thôi. Ồ, miếng xà lách son gì mà 150 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là người... có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hai vị, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có. Dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời, con thỏ có con nhúm gì mà? Dạ không có. Nhúm mới ngon. Cô gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhỏ nhỏ? Nhỏ nhỏ chị thích. Dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, còn em quán em còn có cánh gà chiên nước mắm được không chị? Ồ, được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nha. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên giòn giòn nhá. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc bu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay bây giờ ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị đại sĩ nha. Ê đầu bếp ơi. Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nó đi hả? Ê, đồng bếp ơi. Ê, chia bài nó chứ. Chà tao chưa lưu quay à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bắn vậy à. Ốc móc tai xào nha. Chân chim cút xào muối ớt. Rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kì vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con môn kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới nay bữa nay em nói em gặp được chị là hả? Em đã thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không? Em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị. Quen dưới showbiz không? Bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy mới ngon. Em có công nhận là
khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái xương gâm vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà không lẽ giờ chị tính tiền em một cái cây xương gâm? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng, chị để đây và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền, ok? Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây xương gâm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Mà chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì? Chị chị bán xương gâm. Cái nghề chính của chị là bán xương gâm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây? Em thấy chị. Ủa trời ơi, nãy giờ chị vô chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia, cuối cùng là chị bán xương gâm à? Chị nghĩ chị là gì? Ủa chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên. No, chị không phải là Mẫn Nhi, chị là mỹ nhân. Chị đẹp con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ lạc ba trợn vô, hổ một cái con tự tử, xong một thằng vô nó bối tiền tao, xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống hết rồi. Bây giờ mày giống mày bán xương gâm hả mày? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha, là cái này nó thọt qua tuốt về sau nha. Tao bán xương gâm, nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn tao trả tiền đàng hoàng. Xin lỗi chị. Ừ. Đồ ăn cho chị ăn nè. Dạ, mấy cái đó là co lầu Úc Mông Tài hả? Vì làm Úc Mông Tài trước đây. Có rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka, có đế gò đen cưng. Đế gò đen, ok. Dạ. Chị sống thật mà. Dạ. Ông ta đây, đế gò đen luôn đi. Rồi rồi rồi. Ai lại ra lại ra. Ai da. Đó là anh trai. Ấy da, xin mời quý khách ấm thật đi. Ồ, quán này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm đó nha. Rồi, mời chị ăn nha. Ăn đi chị. Rồi. Hay da. Ồ, cái ốc bông tai mình có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. Mấy chút chị ta. Ủa, chị kêu ốc bông tai thôi mà. Dạ, ốc bông tai thôi mà. Ừ. Hay da. Gì chị? Sao có cái móng này nữa? Cái gì? Hả? À. Chứ có cái móng là có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế móng? Chị đợi xíu. Ai? Ali à? Chị làm gì á? Chụp chưa? Chị chụp làm gì hả chị? Chuyện của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ali à? Má ơi má, ống móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà sao ống móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kêu bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Bà chủ ơi. Bán gì vậy? Ali nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... Xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ống móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đó đó. Đâu chị banh ra tôi coi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ống móng tay mà sao có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen ta. Trời ơi. Ôi trời đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng mà tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Tao lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn á hả? Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500 ngàn thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Đây. Ê. 5 ngàn tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc cái gì? Để tôi không rồi, thôi người ta không chịu thì thôi. Nó là không được thôi, lấy người ta đi đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đống xương gâm này cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường. Bồi thường khách. Rồi lấy tiền ra trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. Hai triệu. Anh tính luôn cái dĩa là bồi thường á, ta là 500 ngàn, đó là 2,5 triệu trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà? Không có bắt bồi thường à? Cái quan à, mình lịch sự cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta.
Ông ngoại chơi rồi xong rồi á, lấy tiền cho. Hay rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán ha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ai da, ăn mặc như vũ nữ vậy. Cứ đúng rồi, bà ơi, hồi trước bắt đầu là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy đó. Chiếu não gọi là cái gì, điên não nó không có bình thường. Thấy không? Tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Đúng rồi, chứ cái gì không được để người ta đi chứ có cái gì đâu đúng không? Cái quán là làm ăn thôi ra cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ. Ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là không có lũ đồ ăn. Đồ ăn không có lũ thì tôi phải che biên thôi. Che biên sao miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không? À, kính thưa quý vị, chương trình Làng Ta Có Tài Lanh sẽ tiếp tục mời một thí sinh tiếp theo sẽ cống hiến những cái trò diễn mà quý vị hoàn toàn bất ngờ. Tôi hy vọng rằng là ban giám khảo ba cục ngồi ở đó, cục nào cũng sẽ cảm thấy rằng là mình hạnh phúc khi xem tiết mục tiếp theo. Và bây giờ thí sinh tiếp theo xin mời. À, em xin giới thiệu em họ Lợ á. Cái gì? Em cái họ của em họ Lợ á. Em họ Lợ á. Em họ là lựa chọn đúng không? Không, họ Lợ á. Lựa chọn nữa. Không, Lợ á. Lợ á. Xích Lợ gần nhau. Để cho biết cái này cũng là những cái người mà có nghiên cứu về cái tiếng dùng của người ta mới hiểu cái ý nói là cái họ của ổng là họ lại phải không? À đúng rồi. Em họ lại phải không? Dạ lắm rồi, em họ Lợ. Rồi. À, ba em họ Lợ cho nên em cũng họ Lợ. À. Dạ. Rồi ba má em có dạ là đi ra cuộc đời, khi đi ra cuộc đời làm ăn sinh sống, mình đừng có lo sợ gì cả, thất bại cứ làm lợ, thất bại cứ làm lợ rồi sẽ thành công. Em tên là Lại Thành Công đúng không? Dạ không, em tên Lợ Hợi. Lợ Hợi. Lại Hợi á. Dạ, Lợ Hợi, Lợi Hợi. Em tên là Lại Hợi. Dạ, là Lợi Hợi. Đúng rồi. Có như vậy dịch được cái tay nha em. Dạ. Chứ em đi rất là lợi hạ. Dạ em à, chị mời Lại Hợi nói tiếp. Em trước khi thi em xin trước khi thi em kể chút. Em bị làm sao vậy? Em sinh ra trong một gia đình cũng không có vui vẻ gì mấy. Rồi sau khi gia đình em được sinh em ra rồi cũng cố gắng nuôi sống em. Em rồi đến năm 18 tuổi, tình yêu đào đời đến với em. Em lén nghe nước mắt để cảm nhận được rằng nỗi nhớ buồn bã là rơi rớt trong lòng, vì biết rằng người ái sẽ ra đi để tìm lại một bầu trời mới. Dạo có buồn hay không buồn thì căn nhà ngủ ô đó vẫn chờ đón em. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Những giọt nước mắt lan dài trên má, em cảm thấy rằng định mệnh sẽ chia lìa đôi lứa, đôi ngõ sẽ chia ly. Dù rằng em vẫn nhớ mở, năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Và cái đoạn này như nghe quen anh à? Em nghe cái đoạn 18 ở đâu rồi ấy? Dạ không, để em kể, chuẩn bị vô. Chuẩn bị vô. Tiếp, em kể tiếp đi. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều là do định mệnh. Đấy, thấy chưa? Cái đoạn này mới là quan trọng nè. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Cái đoạn này là em ngỡ ràng, đó tất cả là chị. Em ơi, em kể cái đoạn 18 tuổi rồi. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Chị, anh, hai anh này đã nghe cái đoạn 18 tuổi rồi. Không mà em dẫn vô á. Chị không cần em dẫn vào 18 tuổi. Ê. Chị biết 18 tuổi em đã làm gì rồi, chị cần dạ. Là cần những năm sau đó. Dạ, để em vô luôn. Rồi, năm mấy tuổi? Năm em 22 tuổi. Ít ra phải như thế, đấy. Kính thưa ban giám khảo, năm em 22 tuổi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, chuyện gì đấy cũng đã đấy, nhưng em không bao giờ quay. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đến với em. Định em ơi, mà. Vấn đề ở đây là chị đã biết 18 tuổi chuyện gì xảy ra rồi,
chị cần những năm sau đó cái chuyện gì xảy ra chị... À, em biết rồi mà, lúc em 22 tuổi là cái quá khứ ùa về. Quá khứ ùa về, các em nhớ năm 18 tuổi. Chị không cần quá khứ của em, chị cần hiện tại và tương lai và tất cả những cái chuyện gì xảy em ra. Em qua luôn 22 tuổi. Dạ. Kế tiếp em, kế tiếp, dạ. Kế tiếp qua luôn. Năm em 25 tuổi. 25 à, tuổi, nó phải có chuyện xảy ra nhá. Gia đình tan vỡ, ba má chia lìa. Lúc đó ba má chia tay. Em chợt nhớ tới năm em 18 tuổi. Anh chị không cần em kể tiếp. Không phải, tại lúc ba má chia tay em nhớ, em nhớ tình cảm em. Đủ rồi, em đủ rồi, chị thấy là đủ rồi. Dạ, chị dạ. Chị không cần nghe câu chuyện của em nữa, em bị em hát đi. Dạ. Hát để chị biết tài năng của em đi. Đấy, hát nhá, không cần hát đi. Hát cái chi chị? Mà em hát, em sẽ đi biểu diễn mà. Em hát đi, em hát đi. Em đi thi kể chuyện. Em kể chuyện gia đình em á. Tình yêu. Anh đã biết năm em 18 tuổi. Em bị té dí giếng phải không? Ủa rồi em biết hà nữa. Rồi em biết quá khứ của em hà nữa. Còn biết nữa, năm 18 tuổi là tình yêu đầu đời tới với em phải không? Ủa rồi em biết hà nữa. Rồi nước mắt em lưng tròng khi ba má em chia tay đúng không? Ủa rồi em biết hà nữa. Như vậy chắc chắn năm nay em 18 tuổi phải không? Ủa rồi em biết hà nữa. Em đi về đi, 19 tuổi tới đây thi. Ủa, ra em biết dự định em hai đứa. Ủa, có nghĩa là đi về thiệt luôn rồi phải không? Ừ, em về qua Nam em 19 tuổi em tới em thi nữa. Chị cảm ơn em vì điều đó. Không, qua Nam em thi thằng mới trẻ khủ làm hiền bao nhóm khổ. Đúng rồi, em thi cái gì? Em thi năm em 19 tuổi, rồi hạnh phúc đào đời chia tay với em. Đi về! Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa, mày cáo giác, mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày. Mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặt lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì con, phải gắn lên trên này hiểu chưa? Ba, vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nha, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Toàn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung, đàn ông là một sinh vật hiếm có tàn nhẫn nhất trên hành tinh này, hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má, ba hận đàn ông á, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông, mắc mớ gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó, mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy đi so tao với Bình Minh. Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì mà đúng, sao bà nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị. Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bà nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi, sao người ta mới chuyển kênh, ta thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi hả? Vậy mà cũng đem ta ra so sánh à. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh à. Nổi điên không, sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị. Gây qua gây lại cái bà ói máu mà chết trên giường à, nổi điên không? Đó thì giờ á, chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba, nói ba nghe nè,
Ba đừng nói với con á, là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy, chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì để tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này á có mình ơn ba tôi đó. Con nói thiệt, ba ném về á quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày, tao là quái vật nha mày nha. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó à. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình á, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày nói tao bà bạn này vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nghe, nghe lẹ mệt lẹ mỏi quá. Mày quá. Hả? Cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh là một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ảnh ở trong đoàn, ảnh là kép chánh không đó ba. Ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng là con người nghĩa hiệp, một cái con người mà tốt. Mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó ba. Ảnh xin người ta đóng mấy cái vai mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh nè, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao, hot girl nó không lấy nó hốt nguyên con voi đừng tánh linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vú hoài ba không có cho con lấy chào. Ai vậy? Trời ơi, anh tới. Thôi đi, tao xem lừa dối anh. Cái gì à? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Kỹ sao mà rồi mẹ? Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kiếm bằng con hả mày? À, trời, chú xin lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao vậy mà con mày hả mày? Xin lỗi, tại vì trời ơi, tao nói cái dáng học sinh mà mặt phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đợ nhà em phải không? Trời đất ơi. Chú lấy giùm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Nhìn này chắc là Thái Lan nè phải không? Sao quá đi kha. Sao mà đây khá bỏ bây giờ chứ khẳng chú ta bằng của nít ở đỡ nó khẳng một cái ly nước trà đá nè. Khá bỏ lẹo 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 lẹo. À, biết rồi Việt Kiều Lào. Sao tổn na tổn na bạc cái quần xa lõn na tổn na quần na bạc cái tổn tổn tẹt ca na. Hứng mà cái là cái tổn tổn tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Cô chú có đi ở nhớ phụ chú có đâu. Thế như hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Trời đất ơi. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ vậy. Không thể một con người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà còn sai múi giờ mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùn một cách giả mang mà lùn xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùn mà lùn không kiên nể ai, lùn bao nhiêu lùn dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng có bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nói tao vậy mà mày ngồi cười hả? Không, con mắc cười, con xin lỗi ba, tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó nói tôi mày sẽ ri mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui vẻ sợ. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hết trời. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây. Mẹ học máu. À,
phải đồ dày, chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, ba ơi. Ba, ba. Thôi, để tự con làm được rồi ba ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi ba. Anh đi, anh đi, anh đi, anh đi, vô, vô tới đi, vô tới đi. Mày sợ bữa hả? Mày sợ hả mày? Đánh cho mày chết, đánh cho mày chết, đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên quýnh trẻ em. Hay quá, đây, ê, nói là kìa, nói là kìa, cố gắng ăn lại đi. Mày sợ hả bữa? Nhớ đầu mày vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sợ hả bữa? Thôi hay quá, à, kiếm lên quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Khi không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi rồi trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, trời công nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, Vĩnh Lương thật. Thôi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không, chứ không thích gia đình này quá, vô đây vui quá. Bác là tuổi gì? À, chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nó nghe anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết. Thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi, nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là có tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng đó, bụng miệng đây. Ba ơi, cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi về anh sao không? Mà bữa nay anh đến anh làm như vậy. Hả ba, bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng đó lại. Mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói, cũng không có nói được với mày. Hả? Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói con mà nghe. Trời đất ơi, cái gia đình này mất trật tự quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này. Cho coi rúng liền, cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Muốn hai coi ba. Đúng à? Muốn coi đúng hả? Trời hả? Ơi, già môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mà nó lồi ra như cái mài ghẻ vậy, sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nói thiệt khổ quá em mà, tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi, hoang mang, nó 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy. Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nha. Cái gì? Anh nói thêm mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh nói gì ngại tôi như vậy? Miệng nó nói đi con. Để ra khỏi đi, ra khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi con cũng biết nói cái gì nữa cho. Không biết nói để ta nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá, để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè. Con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Hả? Nó to nhất bây giờ nó là của con. Con sẽ ở phòng đó. À, còn bác thì ở đâu? Toilet đi. Hả? Hả? Con sẽ lấy cái giường ra. Trời trời. Thì nói trời. Chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt mày đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chém mướn. Vậy? Chị em gì không? Dạ có, rồi có hai người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó made in dòng họ, con nó sửa đổ rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái cô hơi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện, thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo với nhau đi nha. Mày cái gì mày quá trời rồi, mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Trời đợi tao. Nè, tôi làm anh từ từ thiệt, một năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao? Ê, cái gì? Trời ơi. Ba. Em cứ để yên, em cứ để yên. Có chém được ta không? Thử chém coi được không? Tao giết mày. Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Thang nè. Đó. Thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát lại đi đời. Trời ơi. Anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đinh rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn. Nếu em cản được anh, em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. 1, 2, 3. Dừng tay lại. Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai gì? Tôi ở bên xóm mà, tôi thiệt ra tôi bây giờ tôi thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu nè ha, bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đóng cái mặt cậu một cái nha.
Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu á. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ mà sao cậu không bồng con? Cái gì vậy? Tôi thương mẹ là phải thương con người ta sao cháu kém? Trời đất ơi, sao không nói tôi con nói trơn lại sao trời? Ờ giờ bác cha tám, cha vô duyên, cha kế bên nhà tôi làm như không nhận ra tôi vậy cha. Mẹ bận cái đồ nhìn đâu có ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó là sao con làm như vậy? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, tại sao con làm như vậy? Cô làm mất nhân cách, một người không có động lương, cậu đáng giọng cho mặt cậu. Tôi giọng mặt cậu. Đánh đi anh. Đánh đi. Chửi em nữa đi anh. Đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu kêu đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi. Trời thương lắm á. Tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu kêu đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá hả? Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa, cắt. Ừ đó cắt. Ủa gì vậy? Bốn năm thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc, không có vai tính cắt nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn, làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha, tại sao anh không kiếm chỗ khác anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà thì anh hổn với ba quá. Phải chỉ có em thương anh làm vậy được chứ vô nhà người ta tao quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là cậu Thành đang đóng phim hả? Dạ con đóng phim thử đi, con cảm xúc nó thật đi, con gửi băng cho đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội già bố cái quá mạng thôi. Giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Con trai già đừng nhiều chuyện ở nhà nào có chuyện chảnh nhoi vô hết trơn à. Thôi mà. Thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi. Thôi tám là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi không xin lỗi. Đi đi. Mà ba thiệt. Xin lỗi quá nè mày xin vô xin lỗi hả mày hả mày nói quá trời mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày hả em hai đứa mày tin không tao cái phạt phạt hai đầu nặng đây nè tin không bố mà má cười quá anh nói vậy rồi mày binh ha chưa gì mày binh là tao lóc mỡ mày giờ đó nha nha cha cười đi anh em kéo quá lại cha anh nói vậy rồi lẽ về cha còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh chi cha. Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết em con. Con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con, chết rồi em. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đừng về đi em thưa với ba đi mình cưới hỏi nhau. Con xin lỗi bác, con không phải là người như vậy đâu, bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi nhà đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Ồ, cao nè lắm. Tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu. Thôi được rồi. Cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi à. Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần. Bà. Túc. Ngọ. Tam hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác à? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. À, con cưới luôn rồi con về nhà này con muốn ở đâu con ở? Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ một kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, xin cho một tràng pháo tay cho hai người anh người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị. Cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Quý vị biết không, sống ở trên đời đó, nhiều khi mình hiền mà người ta nói mình ác. Nhiều khi mình ác, người ta nói mình hiền. Cái mặt tôi về mà nói ác. Có ác không? Ai nói ác vậy? Nhìn cái mục rùi vậy thôi chứ không phải ác. Mục rùi rất là thiện tâm. Tết chức sắp tới nơi rồi. Mình hiền quá thành ra là cho mướn nhà nó không trả tiền nhà. Bây giờ còn có vài tháng thôi là tới Tết. Phải đòi tiền, phải lấy tiền để sống Tết mới được. Cái thằng này nó ở nhà tôi hơn 6 tháng là không trả một cắt. Nghe cái tên là thấy ghét rồi. Không có thật. Giang. Thằng ghét không? Cha mẹ đặt tên Giang. Thằng Giang rồi. Có nhà không? Giang. Giang. Đứa nào mà la âm sầm vậy bay? Đang ngủ trưa hả?
ông chủ đâu biết không? Nghe giọng, nghe giọng trẻ quá tưởng đứa thanh niên nào. Làm cái gì đó à? Sinh viên làm thấy tao mà đừng bỏ đi là sao? Đâu nhích nhích lên cho ánh sáng chiếu vào mặt. À cũng đúng. Không được đâu, cái này nhiều ánh sáng lắm, mặt bự á. Nè, tại sao mày lì quá vậy? Tao đã qua bao nhiêu lần tao hỏi mày tiền nhà đâu mà 6 tháng là mày thiếu, mày không trả là sao? Ông chủ, sao ông chủ, mình sống á, mình sống á, sống với nhau trên đời này á, sống vì chữ tình. Con nói là con thiếu chứ con có quỵt đâu. Chữ thiếu là nó khác chữ quỵt. Thiếu là sẽ trả dù chưa biết thời gian, quỵt là không bao giờ trả dù ngắn hay dài. Mày đừng có nhiều chuyện lễ phép rồi chứ. Thiếu quỵt giống nhau. Nó đâu mày có bao giờ mà trả đâu. Mày cứ hẹn à, tháng tới con trả. Đâu mày nghĩ vậy? Tháng sau mày cũng không trả. 6 tháng rồi ha? Bây giờ sao? Tại vì ông chủ có một câu luôn hỏi con, mặc dù con không bao giờ thích trả lời. Sao mày không trả tiền cho tao? Một ngày đó ông chủ đổi đi, mày phải trả tiền cho tao thì lúc đó con mới trả được. Đó. Con hỏi là có quyền trả lời hay không chứ. Người ta nói nè, mày phải trả tiền cho tao. Muộn rồi. Cái gì mà nói không được nha mày. Tiền đâu mà trả, sao ông chủ sống mà sao con người sống. Sống mình đừng nghĩ tới tiền trước mắt. Tại sao? Hiểu không? Sống đừng vì tiền quá. Tiền bạc đối với con không phải là vấn đề. À, cái vấn đề là con không có tiền. Cái đừng có giỡn mặt hay chưa này. Hay chưa? Giỡn mặt là vậy nè, gọi là giỡn mặt, thấy không? Nó là nặng mặt chứ mới giỡn mày. Nặng nào mà hết cái mặt này. Bây giờ sao? Có trả không? Sẽ trả. Nói đây. Dạ. Để tôi kể cho người nghe một câu chuyện. Dạ, ô, kể chuyện cứ kể thoải mái, kể tới mai cũng được, miễn đừng đòi tiền con là vui à. À. Hồi xưa. Hồi xưa. Có một thằng. Dạ. Nó ở đây nó thiếu tao có 3 tháng tiền nhà thôi. Dạ. Mà giờ này tao đã tiễn nó đi về nơi xa rồi đó. Ghê không? Dạ, ghê. Mày thấy câu chuyện nó có ghê không? Câu chuyện thấy không thấy ghê, cả mặt thấy ghê quá. Kệ tao. À, con kể ông chủ nghe câu chuyện luôn. Sao? Hồi xưa mà cách đây 1.5 năm con ở bên quận 6. À. Cũng có một ông chủ nhà. Mà nó không phải là ông chủ mình kéo sang thôi chứ nó nhỏ tuổi hơn con. Ừ. Rồi tiền nhà con. Sao? Bữa nay đám giỗ đó nè. Thấy con nghe cũng hơi ghê ghê. Dạ. Thôi ông chủ ơi, mình tắp tết tới nơi rồi mà sao ông chủ cái tiền bạc hoài. Thương ông chủ lắm luôn á. Ông chủ mà không cho con ở, không cho con đóng tiền nhà từ đây tới suốt đời là thương dữ luôn á. Đi đi. Nịnh hả? Nịnh đâu. Không có chuyện đó đâu. Mày muốn cái gì? Muốn gì đâu. Ông chủ, nghe nói đi thi tiếng hát truyền hình hả? Cái gì? Nghe nói ông chủ đi thi tiếng hát truyền hình hả? Tiếng hát mãi xanh được không mày? Tiếng hát mãi xanh lẹ hả? Ừ. À, hát hay quá hả? Chủ hát bài nghe trả tiền liền. Hát bài nghe trả tiền liền. Hứa cho mày. Dạ. Hát hay, hay hát bài hay hay trả tiền liền. Vô. Ừ, mày muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Sưng sưng rồi đó. Sưng ha. Sưng sưng á. Sao không hát? Hả? Sao không hát? Suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Có bài gì chứ? Xuân đã về rồi đó. À, Xuân. Xuân đã đến bên đây. Chà, 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 chà. Đến luôn bên kia. Chà, 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 chà. Xuân đã đến bên này. Yeah. Bên này rồi lại sang bên kia. Yeah. Khỏi trả luôn. Đi bên này sang bên kia. Cái nào có thua bài nào đó mày? Tào lao. Ông chủ. Gì? Nghe nói ông chủ... múa đẹp lắm hả? Cái gì sao mày cứ kiếm chuyện tao hoài vậy? Anh muốn cái gì? Anh rời cậu đây rồi. Là sao? Múa múa, múa rồi. Múa khỉ rồi đó, thêm chủ múa mấy khỉ được. Mặt này hợp lắm á. Này, ông chủ làm theo con là giống như là đang ra quay phim á, Dolly nè. Cái tay đi đâu là ông chủ làm cái mặt khỉ tới đó nha. 2, 3. Nghĩ đi, tôi có trả tiền cho cái mặt này không? Mày dạ mày! Đủ rồi nha! Vậy cũng có người làm theo. Mày á, coi chừng tao đó. Cha là sao trẻ sống vì tiền bạc quá ta thiệt. Có người mình sống đâu phải là sống cho kiếp này trọn đời. Kiếp này chỉ là tạm thời, mình còn một kiếp khác dài nữa. Thì đi đi mày!
Tôi bị đuổi ra đường bà vui lắm hả? Không nữa nè. Nha nha, tôi mà có tiền tôi quay lại tôi đốt nhà ông nha. Lỗi à. Ông già bao nhiêu? Ba con hả con? Sao con vui dữ vậy? Quế thiệt chứ. Đồ đạp ở quăng gì đây trời. Ủa này có ai vậy? Ủa? Chà, nhìn giống cái đèn thần quá. Có nào cà cà âm thần đèn xuất hiện không trời? Cà sao âm thần đèn không xuất hiện mà xuất hiện ông chủ nhà là thấy bà luôn. À thử coi. Kỳ ta. Ai da, thui quá. Ông chào con. À, thấy rồi, thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. À, thấy bà nội mày hả? Dạy. Tao chào mày, tao già, tao chào mày, mày phải chào lại. Mày cứ thấy dòi, thấy dòi, thấy dòi. Làm tao như mắm thúi à. Quên, quên. Dạ, con chào ông. Ở đây không có xiết khỉ được. Con khỉ nó vô trong nhà rồi, ở đây không xiết khỉ được. Không, tao đâu có xiết khỉ. Tao là thần. Cái gì? Tao là thần. Ông đừng nói tôi ông là thần đèn nha. Không, ông tinh kinh người ta thường gọi ông là thần kinh con à. Ông la quá. Ông từ trong cái ấm đó ra tệ nhất là ông phải là thần ấm. Đúng rồi, thần ấm đầu thần mới thần kinh. Thôi đừng có xạo ông ơi. Thời buổi bây giờ người ta... Ông tao nói thiệt mà. Thôi đừng có xạo. Tao là thần đó. Đừng có xạo, đừng tao lao đi. Tao lại mày, tao là thần bây mày. Bây giờ tân tiến rồi, thần ở đâu ra? Tao nói tao là thần ở đâu ra? Được. Nếu người không tin ta là thần, là gì? Ta sẽ quá phép biến nhà. Thôi khỏi. Tào lao bắt xế. Biến thành quỷ hả? Không, biến thành quỷ cho mày phá làng phá xóm hả? Chứ tao biết... sẽ biến mày thành một người này mà mày tung tăng cả đời mày vui lắm nè. Cái gì? Tao sẽ biến mày thành 3D. Hồ biến. Sàm đế. Thời buổi bây giờ người ta lên đến cung trăng rồi. Người ta đi với thiền lên trên sao quả rồi. Người ta chuẩn bị đưa thế giới lên trên sao quả sống rồi. Ở đâu ra mà biến hành 3D? Ở đâu ra? Phi lý à, cô ai nhập mày đồ đó. Ở đâu ra? Đó, da đó. Cái chữ da của mày là da rồi đó. Trời ơi, con đã bị biến thành 3D rồi. Sao không biến con thành siêu nhân? Trời ơi, khó lắm mẹ ơi. Trời ơi, chết mẹ con rồi. Mẹ mày chết chứ mẹ tao còn là vui rồi. Thần ơi, cứu con đi thần. Trời ơi, mày gốm quá. Thôi, ta nói cho mày nghe nè. Cứu ta con. Biến thành BD tao làm được, nhưng mà biến trở thành người bình thường lại tao không có làm được, tao chưa có học. Tao học có nửa đường được như vậy. Ờ, tao không có đủ tiền đóng học phí. Cứu con đi thần. Con làm sao sống được với thân xác này? Con đi từ từ. À, thôi đứng lại. Đứng lại. Thôi. Tao nói thôi nghe mày. Nhanh đi thằng. Biết rồi. Để từ từ. Tao giận công lực tao biến này mày thành đàn ông trở lại. Để mày làm BD, mày sỉ nhục BD chứ làm gì. Nhanh đi thằng ơi. Hồ biến. Rồi. Thành đàn ông rồi. Đàn ông bà nội mày thành bánh bèo luôn rồi đó. Đó. Tôi thành BD bà vui lắm. Bây giờ con đã tin ông rồi thần ơi. Khỏi cần lại, ta nói cho con biết. Ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi chiếc bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói ra đi. Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều này thần làm không được. Mắc mớ gì không được. Đâu có con hoa hậu nào, nó khùng nó lấy mày. Đậu hoa hậu để lấy đại gia, lấy mày về té ông nội nữa hả? Cái gì vậy? Ông là thần mà, ông nói
hoa hậu phải nghe chứ. Không dẹp đi mẹ, mấy con đó cha mẹ nó nói nó còn không nghe, ở đó tao nói nó nghe, mày tào lao ơi. Cái gì kỳ, thần thánh gì xuất hiện ra không giúp đỡ được gì hết trơn rồi trời. Cái gì kỳ vậy? Giờ cái điều đó khó quá, tôi đổi điều khác được không? Đổi đi. Bây giờ tôi không lấy hoa hậu nữa. À. Tôi muốn nhiều tiền. Đâu mắc mắc gì đâu, nhiều tiền vô. Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Dạ. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn, nếu con được cái này, con sẽ mất cái kia, con chịu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì đâu. Cái gì vậy? Không, ý ta ví dụ đó, được cái này mất cái kia. Ví dụ? Ví dụ như là tao cho mày ăn nhiều mày đau bụng nè. À. Tao bắt mày đi nhiều mày mỏi chân nè. Trời ơi, sợ gì chơi luôn. Vậy phải không? Dạ. Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hô biến. Ủa thần, nếu mà con được nhiều tiền con có bị gì không? Con bị đơn giản lắm. Mày bị ung thư não thôi. Ung thư não rồi tôi chết rồi sao tôi xài tiền? Có cái chuyện đó chuyện của mày, mày thích nhiều tiền mà. Cái gì kỳ vậy? Thần thánh thì trước hiện không giúp đỡ gì cho vậy? Tao đáng lý ra, mày nghe, đáng lý ra tao giúp mày, nhưng mà mày ngu mà mày lì mà mày ngu nữa tao không có giúp. Tao gì? Giúp cho mấy người nào thông minh siêng năng. Còn mày lì, mày làm biếng, mày ngu nó không giúp mày ơi. Mày nói gì? Mày nói bỏ gì? Đi, bỏ. Ê, đi. Đứng lại, ông đứng lại. Tao không giúp. Ông đứng lại. Ông làm tôi nhét ông vô nè. Đứng lại không, tôi nhét ông vô nè. Được rồi, tôi sẽ cà tôi nhét ông vô lại. Ông tưởng đi được với tôi hả? Tôi cà chỗ khác ông vui vô liền á. Nè, tôi cà lên lần lần nè. Tao biết lên nữa là đâu là gì, đúng không? Nè. Ông chuẩn bị vô nha. Đừng có giận mặt nha. Lên trực tiếp luôn nè. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Ông chạy đâu tôi hóa? Mày kéo ông đi chừng 9 km là quay về liền hà, yên tâm đi. Nè, nè, chỗ này nè, hay lắm nè. Ông chui vô chưa? Chui chưa? Nè. Mày đừng chà nữa, tao hôi quá, tao chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy? Hả? Nãy giờ tao ráng tao gồng dữ lắm, mày chưa tắm hả? Hả gì? Mày chà mệt cũng chết rồi. Ok, tao đi. Tại sao vậy? Thần thánh gì trước thì không giúp đỡ được. Tại tao thấy mày ngu quá, tao không có giúp. Ông nói gì? Ông nói gì? Tôi ngu hả? Đúng. Xin lỗi nghe, cỡ ông là bích cửa. Dám thử trí thông minh không? Chơi mày! Nếu thua là ông phải giúp tôi nha. Bao nhiêu gì tôi muốn cũng được hết nha. Nếu tao thua mày, cái gì tao cũng chịu. Ông nói ông thông minh hả? Đúng. Vậy tôi hỏi ông nè, đối với một ông thần thì 1000 năm là bao lâu? Đối với tao 1000 năm chỉ là 1 giây thôi. 1000 đô là bao nhiêu? 1000 đô chỉ là 1 xu thôi. Cho tôi 1 xu. À, chờ tao 1 giây. Là sao? À, 1000 năm đó. Ồ, xin lỗi mày. Mày lừa tao hả? Câu cỡ này... mày đó tao không muốn đẻ, chứ tao đẻ tao vô Từ Vũ tao thở hai hơi là lòi ra 10 đứa cho mày nha mày. Lại chứ thở mà ra 10 đứa. Ông xạo à. Ông thở sao ra 10 đứa. Ờ. Ra 10 đứa hả? Ờ, à, vậy thôi. Đó, mày mà đi lừa tao. Nè, cái câu vừa rồi là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. À. Đây nè, để tôi đố một câu nữa là đứng hình nè. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Nghe. Có một con cọp. À. Bị xích dây xích dài 30 mét. Nhưng cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mươn mướt. Làm sao nó ăn bụi cỏ mà không cần bứt sợi dây xích? Làm sao ăn được bụi cỏ không cần bứt sợi dây xích? Để bụi cỏ đó cho mày ăn đó. Không, bởi vì tôi ăn. Thì đó con đố ngu như con bò. Gì? Cũng gì? Cọp nó đâu ăn cỏ, nó bứt dây chị mày. Để mày đó nó bứt dây à. Để bụi cỏ bứt dây chi? Cọp ăn gì? Cọp ăn gì mà không ăn cỏ? Cọp nó ăn thịt. Con cọp nó ăn cục thịt. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Nha. Bây giờ tôi đố một câu nữa là ông đứng hình. Nghe, nghe cho kỹ nha. Nghe tôi hát bài này đúng chỗ nào sai chỗ nào nè. Hát đi. Dưới ánh nắng chiều lâm lanh chiều canh hồng khoe sắc thắm. Tao cấm mày hát bài này. Cấm gì? Mày hát bài này mày sẽ làm cho trẻ em nó hư hết. Hư cái gì? Nó hư về ngữ pháp. Ngữ pháp gì? Mày chưa có ai mà thấy đi học mà đánh dần em mà khoe sắc thắm đó. Chứ sao? Em là khoe sắc thế. Rồi sao hát? Câu hát là mày muốn hát đúng mày phải hát là dưới ánh nắng sương lộng lanh chiều canh hồng mà khoe sắc khoe. Đó. Khoe mà khoe sắc thắm. Tào lao. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Bây giờ mày mới xui nè. Xui gì? Ta đi nha. Ê đứng lại, đứng lại. Ông chưa giúp tôi mà sao ông bỏ đi vậy? Em chơi gì kỳ cục vậy? Thôi được. Tao là thần thánh, tao đã có lời hứa như vậy rồi. Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội. Ta đố nhà ngươi trả lời. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giúp. Còn nếu không thì thôi nha. Ông đố tôi hả? Ừ. Xin lỗi nha. Bích cửa đố đi. Nãy giờ nó thấy nó bích 3-4 lần cửa rồi đó. Nghe đây. Nghe.
đố con có bốn nước nhưng không bao giờ có trên bản đồ, nhưng ai cũng muốn tới, ai cũng thích nước đó. Quá đơn giản. Afghanistan sai, Pollution sai, Parasitonin gì đó sai, ở châu Phi á sai, cái nước gì cơ rô chuồng bích. Mắc mới cơ rô chuồng bích là bốn nước gì cha? Ai cũng thích đó nha, ai cũng thích đó. Bà chắc đánh bài dữ lắm nè. Cái câu này là ông hên thao. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời là đứng hình nha. Nghe đây. Nghe. Đố mày, mày học toán giỏi không? Chùm. Nghe đây. 5 chia cho 3 bằng mấy? 5 chia 3 là 1 mấy à? 1 mấy à? Rồi số lẻ, số lẻ. Một mấy là một mấy? Một sáu mấy. Số lẻ. Không bao giờ chia được. Tào lao. Đố bậy rồi cưng ơi. Mày với tào lao á. Ờ gì? 5 chia 2 được không? 5 chia 3 được không? 5 chia 3 được nhưng mà ra một mấy à? Làm gì có số chẵn. Ông muốn chia thành mấy? Chia 3 thành mấy? 5 chia 3 được 2. Gì? 5 chia 3 được mấy? Được 2. Cái gì? 5 chia 3 được 2. Sao ông làm tôi dối não quá, từ từ coi. Từ từ coi. 3 3 1 3. Đúng hay sai? 3 2 6. Đúng hay sai? 5 sai. Được 2. 5 chia 3 được 2 là sai. À, vậy mà mày đúng á. 5 chia 3 được 2 là sai là mày đúng rồi. Ủa là sao? Nói chung là chỉ không được, nó vậy thôi. Vậy mà nãy giờ không chịu trả lời, chờ tao bấm ra mới trả lời hả mày? Câu này không tính. Ông hên thôi. Câu này, nghe đây. Đi, câu đi, cuối cùng. Đố mày, trong một gia đình kia có bốn người con, người ta lần lượt đặt tên con là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi sao? À bây giờ, Xuân, Hạ, Thu, vậy đứa cuối cùng nó tên là gì? Mới bị hố, mới bị hố, mới bị hố. Xuân, Hạ, Thu rồi sẽ tới Đông. Sai. Nó tên Tiền. Mắc mơ tên Tiền. Con người ta, ta đặt mắc mơ tên mày. Tao nói con người kia chứ tao có nói con nhà mày không? Con người ta đặt muốn đặt. Người ta là Xuân Hạ là phải tới Xuân Hạ Thu là phải tới Đông. Tự nhiên Xuân Hạ gì? Xuân Hạ Thu Đông mới đông. Mày sống không có thực tế, tao sống thực tế. Xuân Hạ là phải thu tiền. Con không thôi hai mùa kia ăn ở không lấy gì sống. Ông hên thôi. Thôi, mọi chuyện đã xong rồi. Ta đi. Đứng lại, đứng lại. Ông có giúp tôi chứ? Bỏ tôi đi được. Ê, đừng. Mày kéo xuống cái tôi quỳ tôi lại nhiêu đây người. Đừng. Được rồi, để tôi giúp. Bà kia lưng. Bà chờ. Quần lên cho. Chờ mày cũng không thể nào đãi mà miễn phí như vậy được. Người đây nói ai hốt. Nghe đây. Bây giờ tao nói cho mày nghe. Dạ. Ta sẽ đưa cho nhà ngươi một số tiền. Dạ. Nhưng ta sẽ đưa bằng tiền mặt. Hả? Nhưng mà không có ở đây. Không có đây. Ta sẽ chỉ chỗ nhà người tới lấy được không? Dạ. Yeah. Nhớ nghe. Dạ. Yeah. Tới lấy giùm tao. Yeah. Sợ tao đưa tiền mặt mấy ông thần khác cũng dị nghị. Dạ. Yeah. Đó, đi theo tao. Dạ. Yeah. Nhanh lên. Đi theo tao nè. Đi sau lưng hả? Này con. Dạ. Yeah. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Yeah. Ồ, cái này ở trong nhà mà. Đâu phải ngoài trời đâu. Tào lao. Đồ mày lấy cá lộn. Lẹ thời gian không có mà. Cá lộn à? Mày gấp chứ tao đâu có gấp. Nhanh nhanh đi, sao ông cứ kỳ quá. Này con. Dạ. Con hãy nhìn lên trên. Ồ đèn quá trời đèn ở đây. Dạ dạ dạ. Dạ 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 nó bị sang đạn. Này cho lẹ cho đi. Mày từ từ. Ấy mày tới tiền trong tao đọc những này cọ kia. Nhanh. Mày nín nha. Mày xin tiền tao bộ tao xin tiền mày ha, mày chửi tao như thú vậy. Nè mày từ từ. Tao đi à. Đi nè. Đi cho được đi. Trời, đau cho mày. Nó không có gì hết trơn vậy. Có, cha mẹ tao đẻ tao ra có cái bánh chè không à. Trời. Này con. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Rồi nhìn xuống dưới đất. Mình đi tìm cái địa chỉ mà. Chỉ đâu không? Đâu tìm cái thiên chỉ đó mà nhìn trên trời. Ở đâu vậy? Địa chỉ ở đâu con? Ở đâu nè? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đây nè! Thằng Hà! Địa chỉ đó. Ông rảnh quá hả? Sao?
Thôi chị, ông nói đi mẹ thì đâu làm tôi đi theo nãy giờ thở thấy bà nội luôn hả? Nãy giờ mày đi theo đằng sau tao hả? Thở nãy giờ. Bà nội mày hèn gì nghe cái mông nắm hỏi à. Con người thở gì như cái bô xe vậy? Ai biết đâu, nãy giờ không biết sao. Thở muốn quéo hết trơn à. Nãy giờ nín thở luôn, gần chết luôn. Đó 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 đó, địa chỉ đó. Tao đã sắp có kho báu, tao sẽ trở thành đại gia. Ở đâu vậy? À, trung tâm giới thiệu việc làm. Ủa là sao? Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền cho mày. Ủa ông thần gì kỳ vậy? Ông phải đưa tiền mặt cho tôi chứ. Không có đưa được, sợ mấy thần khác dị nghị. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi. Thôi thôi, ở lại đây. Thôi tiền. Không có được. Đây. Ủa sao màu xanh đột chuối hả? Tôi đập mày à. Thôi tiền ở đây, đây. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi đây. Biến là mày biến đó. Chết mẹ rồi. Nè, tại sao tao đuổi mày quăng đồ tao tới đây rồi ha? Mày ngồi ở đây ha? Mày không biết đi. Cái gì? Cái gì? Chuyện gì? Ông có trẻ chửi tôi từ giờ tới sáng thoải mái. Ông mạt sát tôi bao nhiêu cũng được. Đừng bao giờ chửi người ấy. Tại sao? Ông không phải là người thường. Thần. Thần gì? Thần kinh. Ông mà chửi ông một cái ông biết liên châu là ông thành bê đê. Thiệt không mày? Thiệt, qua thử đi ông biến cái liền. Thử đi. Ê, tao cũng chưa tin. Làm gì thời buổi bây giờ có thần hả? Lúc đầu tôi cũng không tin mà tôi bị biến thiệt. Nè, nhìn đi, nhìn cái trán ông á, giữa hai chân mày thấy không? Sao? Đó chính là thiên ấn. Chỉ có những người trên thiên đình mới có thiên ấn. À. Thấy không? Thiên ấn ông nội mày, cái này hôm qua tao đi nhậu xỉn vậy tao đập đầu vô tường với thiên ấn gì mày. Trời ơi. Trời ơi. Ông này mà kêu thần đó hả? Thì biết ổng là ai không? Đi đâu vậy? Đâu 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 đâu. Vô đây. Đi vô đây. Đi đâu? Vô đây. Đừng có bất kính. Buông tay ra, đừng bất kính. Mày im đi. Ông này tao còn biết ổng rõ hơn mày nữa. Hả? Quen hả? Ổng ở cạnh phòng của mày đó. Mày thiếu 6 tháng chứ ổng thiếu tao 1 năm trời rồi đó. Tiền nhà sao không trả mà trốn chui trốn nhủi vậy? Có tiền. Bà nội cha. Bước ra đây, bước ra đây. Ông không có tiền ông trả thì ông ra đem nói chuyện bình thường thì tụi ông trốn chứ mắc mớ gì vậy? Mắc mớ gì em trả thần thánh chi vậy? Không phải, tao phải giả như vậy nè. Tao mới dụ được mày đi làm. Tại đáng lý bây giờ tao nghĩ rồi, bây giờ mình có tiền bạc mà chất đóng rồi nữa mình ăn ở không nó cũng hết, hiểu không? Mình phải đi làm. Mình làm mình phải lao động, mình làm bằng sức lao động của mình á thì nó mới có cuộc sống được, hiểu không? Đừng có dài dòng văn tự gì hết. Bây giờ hai người chừng nào trả tiền cho tôi. Được rồi, để con tính cho. Bây giờ nè, để tao xin ổng năn nỉ ổng. Bây giờ vậy nè, cho tôi một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ trả. Bao lâu? Bữa nay mấy rồi? 18. 17. 17, ở dưới hả? À. Mười mấy không nhớ nữa. Bao nhiêu? Mười mấy. Bữa nay 15. 15. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, ông okay. Cho tôi thời gian ngắn là 24 tháng nữa thôi. Cái gì? Giỡn mày với tôi hả? Ồ, 24 ngày. Hãy bốn ngày đi làm xong lãnh lương trả. Ờ. Nghe. Nhớ đó nha. Biết rồi. Đây là lần chót tôi không muốn cái tình trạng xảy ra nữa. Tôi mệt lắm rồi hiểu không? Mặt ông này không căng quá vậy mày. Nó, cái gì? Nó nhẹ nhẹ thôi. Nhỏ nhỏ thôi. Rớt cái hộp đó ra. Cái hộp đằng sau rớt rồi mày. Không, bây giờ cái dạng này là xuống giá rồi nha. Ủa dạng gì? Cái gì? Ra ngoài Lê Hồng Phong xuống giá hết rồi. Ủa gì vậy? Mấy con chó mặt xệ đó. Thấy người dân mày cho tôi hả? Không, không, không. Nhớ đó. Đó biết đâu để trả tiền này còn... Bây giờ tao với mày đi làm. Ủa? Để kiếm tiền trả cho ổng. Biết làm gì vợ? Trời ơi, tao là thần mà, đi theo tao. Thấy chưa, thấy chưa? Không tin thần sẽ bị trời phạt. Vậy nha. Đi nha. Hô biến. Đi bộ. Đi bộ đi qua xin việc làm mà. Tào lao. Trời ơi. Đi nhanh lên. Nhớ đi chưa? Thôi đi vô lẹ. Vô chết ngựa. Vô chết ngựa. Chết ngựa gì? Đi nha. Chủ quán ơi. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Ô sao quen quá vậy? Dạ. Ô cũng mắt kiến đen nha. Ô cũng cũng cái cặp này nha. Ô có thêm cái áo vest nữa nha, chắc chùm 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 là chùm cuối luôn nè.
cái này có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À quen chứ. Ồ quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? À. Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À quay quần quán. À, đảo ngược vòng lại đi. À. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À quay quần quán, vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sao? Sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê, mày biết sao vậy? Hả? Ê, cái gì vậy? Vô mày cùng tổ chức mày phá tao nữa hả? Ê, cái gì vậy? Hả? Không, cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn, chứ không phải vô đây để đấm bóp giác hơi, ông cứu nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải đấm bóp giác hơi. Chứ là ai? Tôi dân làm ăn mà, doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra đấm bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi cũng đấm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... À, tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn, với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử coi không khí quán làm sao. Gì vậy anh? Em cắn cổ, em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi, em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuộc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra. Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thí dụ mà khách đi về qua đây quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là, anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ụp thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được đây không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không? Sau đó mình lại lau vô mặt. Nè. Rất là đơn giản. Đây anh. Dạ, được. Đây để em làm. Anh yên tâm anh. Dạ, để được. Em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là em làm được hết. Đây tóc mai đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Dạ. Đơn giản không? Rồi dạ. Mình lại lau vô mặt. Dạ. 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 Không. Cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát chưa anh? Dạ, mát rồi. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn với máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà tự nhiên xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Rồi đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. Thôi, tôi nghe nói tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, là anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. Cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi, anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không, có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái đi. Phải hút mới ăn được. Phải hút mới ăn được. Có đàn ông có hút con điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa, cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh cho, ăn. Tôi đói rồi đó. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Để em giới thiệu món ăn cho anh nha. Không, tôi ăn đơn giản thôi. Cho tôi với cơm Dương Châu được rồi. À, cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Okay.
anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Con người Dương Châu thôi. Dạ, con người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh ăn, anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, tôi không thích lạp xưởng. Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thấy thiệt. Tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Chọn miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa. Lạp xưởng của em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng. Khỏi lạp xưởng. Khỏi lạp xưởng phải không? Mà anh có ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó cũng bùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra với bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm viên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em tôi đói bụng lắm rồi, mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em mang liền. Dạ nha. Anh yên tâm em ăn liền mà. Ờ. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô, tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn, con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang ra dĩa cơm tôi ăn thì tôi đang đói bụng rồi. Dạ, thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão thôi, chứ chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nấu chi cậu mang ra đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi đây. Lấy đi, đi lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên không vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô chổng là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ nghĩ sao vậy? Nó ngon, em tư vấn anh ăn đi, ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì dĩ nhiên rồi, không có cá mặn thì mới là cơm chiên Dương Châu, chứ có cá mặn nó là cơm chiên cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè, em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh ăn. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh anh, bình tĩnh. Em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi. Ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con Châu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ phải không đâu. Con Châu nó chiên lửa. Nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh đó là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại sao em gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad, cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad gượng mày rồi với dĩa cơm, tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Stop. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay là bây giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao? Anh muốn quánh sao? Ê quánh thiệt không ấy? Sáng giờ em ê quánh quánh thiệt không ấy? Hả bây giờ làm sao hả? Ê bây giờ làm sao cây. Hả hả đây. Ôi mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi mày làm cái gì vậy? Nói mới đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đứng em đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa cô là? Dạ thưa anh, em là chủ quán. Dạ xin anh ngồi xuống và để em dạy nhân viên của em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ. Tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ 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 anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cứ ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ. Dạ em không tìm hiểu kỹ mà lại bưng ra em lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ khổ quá em. Mày đã tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó còn hỏi. Bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè, coi tao nè. Dạ. Bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu, tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em ạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích bò á.
Dạ đậu Hòa Lan anh, mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, phải có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương, dạ, cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu ra. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được, nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi, cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi ăn đậu que thì được không anh? À dạ, dạ, dạ anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan và đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ, dạ em lấy đậu que ăn nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão, là bởi vì sao, là cái hộp cơm rất là cứng nhiều. Anh ăn răng giả. Có cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra. Nhão ăn khô đi liền. Tôi năn nỉ mấy dạ, người cho quen. Dạ thưa anh, là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa. Và anh ăn món gì ạ? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu, không có khỏi bỏ dăm bông, khỏi thì bỏ đó, đó đó phải có ra bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Vậy nhưng mà em góp ý với anh, quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Rồi nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ổng ổng mệt rồi. Không không để tao. Không phải mùi. Mày hiểu không? Tại vì đó nãy em phụ tư vấn đi chặn nhà cái chị chửi em bởi vì nhưng mà giờ cuối cùng vậy là thế anh vấn đề này tại giờ do ổng. Mày để tao nói chuyện khác. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói vậy? Phải cái vấn đề là từ nãy anh hỏi em đi chặn nhà cũng trả lời giống như vậy. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à, bây giờ anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên Châu nữa, ăn cơm chiên cá mặn đi anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành cơm cá mặn rồi anh, được không? À, nếu mà ăn cơm chiên Châu phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh, thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà má cho con ăn cái gì, con ăn cái đó. Dạ, canh. Ăn cái gì, ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy em tư vấn tới cái đồ mày tư vấn cái gì, mày tư vấn mày biết cái gì đồ ăn phải mở đâu, không muốn giữ em mày mở sao tao ăn được. Người ta ăn cơm chiên cá mặn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chị nói sai là cái xà lách với xà lách thôi. Không ăn xà lách, xà lách mày ăn cái xà lách là nấu. Bây giờ tôi không có ăn cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng. Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không anh nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải. Không phải, phải tại vì nó. Em hỏi anh nè bây giờ. Xà lách là xà lách, còn xà lách xô là xà lách xô, làm gì có chữ xà lách sờ. Mà không cho mình phát âm đúng hay sai. Mà là ở quán là chỉ hai người cái thanh. Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách là sao? Ủa mày nói vậy là sao? Tao không đồng ý với mày. Mày nói là tao nói chuyện là cái chữ xà lách thì cái xà lách là xà lách. Ủa khách đâu? Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đi đâu bộ đâu nè? Ủa nguyên khách. Khách ơi! Khách ơi! Trời ơi! Đấy chờ. Anh vô ăn mà còn cái áo nữa anh ơi. Cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy, mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mày. Là tại mày, là tại mày, không phải cái chữ. Chị phải làm rõ cái sao này. Chữ này mày phải làm rõ là cái tao phải sao? Vấn đề là không? Xà lách con hay xà lách gì đó? Nó là khác, không có gì khác đâu. Cái này xà lách là cái cải xà lách này là trộn đồ giá. Trời đất ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan hoang như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mà vậy tao biểu coi,
Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dạy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kia? Không, tiền rớt đâu. Tiền rớt đâu, rớt tiền. Rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi, con quỷ mất nết, giỡn ngu mà mày. Bà nội cha, này mày nói là mất nết hả? Ai vậy? Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa, bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào vậy? Tại sao trong giờ mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em làm coi như là em đập bụi. Bụi đâu mà đập? Làm bụi hả? Mày hả bụi? Mày đánh tao hả? Không quá. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó đây nè. Ôi ôi con mũi bự quá. Mày đứng ra tao biểu mày. Dạ. Mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mày dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì cái gì? Thì nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày tao không chấp nhận. Một nhân viên như mày, tất cả nhân viên ở công ty này nó đây hợp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải. Cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày. Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại này tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không nói nào ngay chứ, là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi. Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi. Em là suốt đời là theo chị đó. Đúng rồi. Có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Ủa cha, có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục. Cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách, mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây cách, dạ. Em nhìn lại đội chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá, Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách tới... cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na rồi nước ở gần cái chỗ New York. Đó. Wow. Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất, dạ, mày lau chùi bàn ghế, mày lau hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lau hoài. Để lau tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lau 90 lần. Cái chiêu, đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị. Bằng mọi cách kéo vô, không dạ, cần khách sang, khách bình dân, khách gì á. Khách là phải chiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi. Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quấn quýt vô quảng quảng quại bên nhau. Dạ, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ, quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ, rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, ông muốn giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Thì khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em mới giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ở quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ủa sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên. Ôi em mới giỡn, em có biết là em mới giỡn với anh này. Cái quán lên báo ăn hình lắm em ơi. Em mới giỡn đâu. Bây giờ lại mồi điếu thuốc coi. À dạ em mồi cho anh điếu thuốc à. Dạ. Ôi gì? Ai cho mày lấy anh đây?
Dạ, dạ. Điếu thuốc. Dạ, mỗi điếu thuốc, dạ. Quay! À, cái gì? Không có lấy được, lấy trên đây. Anh biểu em mỗi điếu thuốc. Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách, em hiểu không? Chứ thuốc đâu? Bên vai anh nè. À, vậy dắt hộp thuốc rồi đó hả? Ừ. Con này đeo chân chơi vậy thôi đó anh hả? Đeo chân cho chơi, cho vui. À, đúng không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết, hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ. Tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm nữa. Ồ, tập trên nách mà thoái vị đĩa đệm hả? Ừ. Lấy giùm anh đi em. Rồi thò vô móc ra đó hả? Ừ. Rồi sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời? Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đầu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, tao nói nguyên một cái bầu không khí mà tao nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Lẹ, lẹ, lẹ. Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho đây nè em, đây, 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 hộp dạ. Quẹt của anh á. Dạ, 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 em chuẩn bị mồi. Ôi! Hả, gì nữa? Chứ sao không cho mồi nữa, bây giờ anh muốn cái gì? Đây. Dạ, em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy, hồi nãy cái tao mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho tao mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi, hiểu không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi, gì đó trời. Lẹ. Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi, má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to, đốt mới cháy chứ em. Em mời lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy, cái mỏ như một cá chùa kiến đẹp ấy sợ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ, bây giờ anh ăn gì, anh uống gì, anh nói liền, em làm chứ vậy, em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có, món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết á rồi. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Chơi ly hột é đi em. Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư, gì cá, yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xào qua, nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa? Em quán em có hột é. Thì có hột é thì lấy cho anh. Dạ rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ, lát anh trả 15 ngàn nha. Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tổn bao nhiêu? Lấy ra. Thì sao mày bà bao nhiêu? Mày lấy không? Ai bà chủ ơi, ai bà chủ ơi. Khách khứa tới mày lại làm khóc ông sợ vậy? Tại sao mày phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh, dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin có ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao tôi bán hột é mà không bán là sao? Tại vì ảnh. Tại vì cái gì? Hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é là mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đòi uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô làm sao mày lấy một ly hột é cho tao? Nhưng mà ảnh có. Mày em. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, chứ người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Giờ sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ luôn. Em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Ừ. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương á bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một. Dạ thưa anh à, anh còn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Rồi tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 25 ngàn. À, em còn có 3 ngàn hả?
Dạ 3.000 để cho thằng này cũng được. Còn em là học é thì 15.000. Thì bởi mà em còn có 3.000 hả? Dạ nhưng mà học é em 15.000. Em mua 3.000. Không có 3.000 là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường. Tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15.000. Chị ơi em còn có 3.000 chị lấy không? Phải đưa thêm 12.000 mới đủ 15.000 anh. Dạ bây giờ nè em nói em có 3.000 hả chị lấy không? Anh mới đốt cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3.000 hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi. Không, chị không lấy em giận á. Không, không lấy em lấy, em lấy. Dạ em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Dạ. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha, mở xì dách nè, mở bài. Bùm, ê, 20 nút, mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng được 3.000. Trời ơi, thằng dễ thương gì đâu. cung cách quán và như phục vụ cũng ok á, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ, chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai anh dẹp quán đi. Mai dẹp dẹp đi. Mai anh dẹp. Mai không được dẹp đâu. Dạ, không được dẹp à. Dạ, dạ. Em muốn uống một thẻ hoài nha chị. Dạ. Rồi ngày mai em ghé tiếp. Dạ, cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em xin cái ly với cái này nha, về qua quán khác uống gì. Dạ. Ô, cái ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi, vui vẻ anh. Dạ, anh mạnh giỏi. Dạ, thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quá không thấy hả? Lượm chị, cái dưới chân chị kia. Dạ để em lượm. Lượm! Để em lượm. Mày ông nội tao mà biết tao lượm mày. Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mình chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ có nhiêu lấy hết đi anh. Dạ 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu. Anh nói là không được nghỉ. Dạ. Cho xin tại còn ba đứa nhỏ nó ngồi ngoài nó chờ. Dạ. Chú anh đi đi. Đi ngay đi ra bà chú ơi. Anh chào anh đi vui vẻ, thương luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh, sắp mưa rồi đó, coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn ba cái chén? Trời đất ơi, mà không cho nó đốt quán làm sao? Hồi nãy tại chị không? Em đã nói rồi, em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi, em nói là thằng cô hồn. Trời ơi, bà kêu tôi nín. Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng cô hồn rồi mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha. Chị nói là mày lôi kéo khách vô, bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à? Thôi bây giờ mày ra mày đón khách, rồi bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mừng khách là mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa? Chắc là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Ờ. Thà nói vậy đi, tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao! Ba cái chén tao trừ một tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi, có ba cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách. Alo. Dạ, con khỏe. Nó khỏe không? Dạ. Cũng được, dạ. À dạ, để bữa nào con thu xếp công việc ở bên này rồi con ba bệnh thăm ba má nha. Dạ. Dạ sao? À, lấy vợ hả má? Trời ơi, từ từ má ơi. Mình cũng phải tìm hiểu coi cái người đó là như thế nào, có hợp với mình. Alo. 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 Bực ghê vậy đó. Mỗi lần mình nhắc tới cái chuyện vợ con là má mình mà giận, cúp điện thoại. Mà đâu phải là mình không muốn lấy đâu. Đã quen bao nhiêu cô rồi, dẫn về nhà này. Mà mỗi lần dẫn một cô bạn gái mới về nhà này gặp hai con người làm ở trong nhà, là không biết là chuyện gì xảy ra, qua ngày hôm sau chia tay. Nhắc tới hai con người làm bực mình. Ông bà đi rồi, ha, lo cho hai người này ở với ông bà là mấy chục năm rồi. Bây giờ ba má mình ra nước ngoài rồi. Mà bây giờ cứ đi rồi mà cứ để hai ông ở đây. Nó là lo cho mình mà mình đâu có cần. Nhắc tới là bực mình. Ông Miền đâu? Ông Miền đâu? Dạ, cào chủ kêu tôi. Tôi sẽ đến với cào chủ trong vòng bo nóc nhỏ. Lẹ lên. Trời đất ơi. Ông làm cái gì đằng sau mà tôi kêu khang cả tiếng mà mới lên vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ. Như cậu chủ cũng đã biết. Sao? Cách đây hơn ngàn năm, loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Trời đất ơi. Lúc ấy, loài người
chủ yếu trang bát hớ lượm, đi bằng chân ăn bóc bằng ta. Tôi biết rồi, cái chuyện đó tôi có đọc tài liệu tôi hiểu, tôi không cần ông dạy tôi. Dạ. Tôi chỉ hỏi là ông làm gì đằng sau vậy hả? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết, sau khi loài người xuất hiện rồi loài người tiến hóa thêm mấy trăm triệu năm nữa, tôi già quá tôi không nhớ nổi. Trời đất ơi, cái rồi, gì vậy? Lúc đó loài người bắt đầu náo bằng nồi, ăn bằng chén, uống bằng ly. Dẹp đi, tôi nói tôi biết rồi, nghe chưa? Ông dành tôi cái gì hả? Thái tóc lọa quá, có gì lạ trơn á, nhìn nó thật quá. Ông trả lời tôi đi. Dạ. Ông làm gì ở sau nhà mà tôi kêu khang cả tiếng mới lên? Ông làm cái gì? Rửa ly chén sau bếp. Có vậy thôi mà ông lên ông dài dòng, ông kể từ thuở xa xưa thời bằng đá là cái gì vậy hả? Ba má tôi có dạ, hồn là con người thì sống phải biết trước biết xa, khúc giữa kệ mạng. Ừ, nhưng mà tôi chỉ hỏi ông có chuyện đơn giản là ông làm cái gì đằng sau. Ông chỉ cần lẽ là tôi đang làm sao nhà, làm rửa chén bát, rửa ly chén sao bát. Dạ. Xong chưa? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết nữa, sau cái loài người xuất hiện thì loài chuột bắt đầu xuất hiện. Nó sao? Nó bắt đầu sinh sôi nảy nở trên toàn thế giới, hàng trăm hàng triệu hàng vạn con, trong đó có hơ con lột vô nhà cậu chủ. Đứa đực tên là David, đứa cớ tên là Jennifer. Trời đất ơi. Hai đứa nó gặp nhau, yêu nhau rồi bắt đầu sống thử với nhau. Cái gì? Chuột mà cũng sống thử nữa hả? Dạ, con người thế nào thì con chuột cũng như vậy. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Sau khi sống thử thì con cớ trót mang bào mà không đi phá thơ. Trời ơi, chuột mà phá thai, ông giỡn với tôi hả? Dạ, xui là nó đẻ ra 18 đứa, trong đó có một đứa ngỗ nghịch nhất. Nó chạy tung tan khắp nhà. Ngày hôm nay lúc tôi đang rửa ly chén, sọt sọt sọt, con chuột út chạy ngang qua. Trời ơi chuột đâu? Chẻn bể hết cho anh. Ông mày ơi, bao nhiêu là ly tách chén để trong nhà tôi, ông từ từ ông đập nát hết trơn là sao vậy? Xin cầu chủ đừng chửi tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Chứ lỗi ai? Lỗi định mệnh. Trời ơi, định mệnh cái gì? Định mệnh đưa tôi đến với nhà cầu chủ, định mệnh đưa tôi làm bể ly. Nhưng kính thưa cầu chủ, ly chén từ cát bụi mà ra, tôi chỉ tiễn chúng về với cát bụi. Trời ơi tiền tôi. Thôi được rồi, chỉ tôi tỉnh chứ không sao. Dạ. Thấy chưa? Cái chuyện tôi nhờ ông đem bông tới để tặng cho bạn tôi khai trương tiệm ở đây thế đâu rồi? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Dẹp đi. Có làm hay chưa? Cái chuyện phải có trước có sau, số 1 tới số 2, 1, 2, 3, 5. Cô hỏi làm hay chưa? Dạ rồi. À, đơn giản hỏi làm chưa, nói rồi, được rồi. Chuyện phải có trước, có A, có B. Chê, ô, iPhone 6. Sao ông rảnh quá vậy? Mới ở bên Mỹ về. À. Cách đây mái ngà chứ mái. Ừ. Tươi xanh như nồi canh. Còn cái iPhone 5 cho con được không? Thôi im đi. Tôi thèm cái iPhone 5. Thôi, cứ nói chuyện với MobiPhone đi. Alo, em hả? Anh nè. Sao? Thích bông của anh tặng không? Màu của em thích đó. Ừ. À, anh bận quá sai người làm đưa tới tiệm cho em đó mà. Ừ. Cái... Hả? Cái gì? Có chuyện đó hả? Cái... À, alo? Em anh ơi. Cái gì vậy ông Miền? Chuyện gì mà ông chủ hái hồn vậy? Tôi sai ông đi đem bông thích tặng cho bạn tôi khai trương tiệm bữa nay. Ông nghĩ sao ông đem bông tới được rồi? Ông để cái dòng chữ thành kính văn u là sao? Như cô chủ cũng đã biết. Mày im đi, tôi bực mình rồi đấy à. Tôi đâu có đi lộn, tôi bận việc, tôi nhờ ông cực, ông đi lộn. Trời đất ơi, sao không thuốc dao trong ông ra ông cực như vậy? Ông cực đâu? Ba má tôi sinh ra có hơ ta hai chân làm đau hết. Ông cực đâu? Dạ, kính thưa cô chủ, sáng sớm tinh sương tôi thấy ông, nhưng khi mặt trời vừa ló chiều sau đỉnh núi, ông đã đi đâu mất tiêu rồi. Ông im giùm tôi đi, ông có trong nhà không? Hàng chơi. Ông cực. Ông cực đâu đây? Đại biểu. Trời đất ơi. Chửi hồi nã tới trời, chửi quá trời chửi. Anh chủ kêu. Thầy ông bước lên đây, bước lên đây, bước lên đây tôi. Bây giờ tôi mới để ý. Bữa nay ông ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Áo đẹp lấy đâu ra? Thì ba của cậu đi nước ngoài định cư, tôi thấy bỏ cái ốp vách ủng quá lái mạc luôn. Trời đất ơi, đồ của chủ nhà mà ông lấy tùy tiện, ông xin phép hả? Ông làm gì có đúng hay không? Tôi ông lắc đầu cái gì hả? Ông cũng vậy đó phải không? Lấy đồ của ba tôi mặc cái gì?
Không, tôi là một người có tự trọng, không bao giờ tôi lấy đồ của ông chủ tôi mặc đâu. Vẽ này đâu? À, của bà chủ á. Đó, bỏ uổng mà. Bỏ uổng. Đây đây, sống trên nhung lụa. Ừ, nhung nhung. Bỏ bà vô đi ha, tôi tính sao vậy hay không? Tại sao ông đem ông miền, ông kêu ông đem bông tới bạn? Đem rồi, đem rồi. À, tôi đem rồi, tôi tới, tôi đưa cái bông xong xuôi cô chủ, cô thấy là cô giật ngựa ra, cô xỉu, cô đẹp quá mà, cô mừng. Biết sao cô xỉu không? Sao? Ông nghĩ sao mà ông tìm người ta khai trương ngày vui mà ông để thành kính phân u là sao? Hả? Có hả? Hả? Là sao ông làm vậy? Tôi đâu biết gì nào. Cái gì? Ông tới ông mua hoa, ông mua bông. Đúng rồi, ông này ông dặn là kêu ông chủ thích, kêu cái cô đó thích bông màu tím. Đúng rồi. Thì tôi mua bông màu tím. Hả? Tôi mua xong rồi nó hỏi là có để cái chữ gì lên không. À. Đó, cái nào tôi nói để lên cho nó hoành tráng, rồi nó đưa một rổ chữ cho tôi lựa. Sao ông không biết ông lựa chữ gì vậy? À, tôi đâu biết chữ. Không biết chữ là lựa. Chùi thôi. Chứ nó đâu phải do tôi. Lão đâu phải ông. Đúng rồi. Lão định mệnh. À, định mệnh. Định mệnh con khỉ. Ông không biết chữ thì không biết hỏi người ta, ta chỉ hay sao? Đó thì tôi nói thôi mấy đứa tự làm luôn đi rồi nó để lên đâu có biết gì đâu. Đó đâu phải lỗi do tôi. Lão định mày. À. À. Alo. Lão của ông, ông có phòng hả? À, đây đây. À, chuyện alo, là chuyện này mới. Alo. Cô Lan hả? À, cô Lan. À, tôi đây cô Lan ơi. Tại xin lỗi cô Lan, không phải là ông chủ tôi đâu nghe. Để từ từ. Tại tôi á, dạ cô Lan à, tôi xin lỗi cô. Ông chủ tôi rất yêu cô Lan à. Hả? Sao? À, cô tên cô Huệ hả? Ít ngoại rồi. Nhưng mà không sao, Lan Huệ gì rồi cũng lên bàn thờ thôi. À, nhắn lại. Rồi rồi rồi, để tôi nhắn lại. À, cô Huệ cô nói là ông chủ xóa số điện thoại của luôn đi. Sao vậy? Hả? Lỗi không phải của mình. Lỗi do định mệnh. Đúng vậy. Định mệnh quay. Là ông cho ông sơn sát vậy. Hả ông cực? Tại tôi thấy tôi có lỗi, xin lỗi. Không phải lần này đâu nha. Lần nào tôi vừa bắt cái điện thoại lên ông nhào nhào tới ông giật ông nói chuyện thế tôi là. Hồi nãy ông có nghe điện thoại không? Ừ. Tôi đâu có chụp đâu. Đúng rồi. Tôi ở trong nhà tôi đâu có chụp. Mình sửa sơ mà. À, lỗi đâu phải do mình. Lỗi định mệnh. À, định mệnh. Rồi. Định mệnh không biết răng mình cần sửa cần sơ. Lan Huệ cũng vậy. Ừ, không chứ, phải loan là được đâu. Chứ sao lên bàn thờ. Ừ, loan loan giữ lại. Loan giữ. Nguy hiểm lắm. Tư xanh. À ra ra. Alo, nè. Không có giảm nè. Tôi mới vừa nói cho ta. Tính đi. Thôi nói chuyện. Xin lỗi cổ một tiếng. Đúng rồi, cho tôi nói xin lỗi. Xin lỗi cổ giùm tôi. Được rồi. Em hả, anh nè. Rảnh đi ăn chè chuột bạch chơi. Còn lại ba. Chè khúc bạch chứ chuột bạch gì. Chuột bạch gì? Không có dành. Alo em à, cái chuyện là không cho tôi xin lỗi đi con lại ông để con nói chuyện với lại bạn con cái mà. Alo có chuyện hổ con phải không? Hổ tham nhà cửa phải không? Ba má cháy chưa hay gì đó? Lại ba bữa đó con nói chuyện được không? Khổ quá. Alo đi đi cho tôi con lại ông nội đi con. Alo không có. À anh nói chuyện với lại ba với ông nội anh em. Dạ. Mấy ông vui lắm mà. Bữa nào ông ghé thăm đi, trời ơi ông má. Ờ nha. Không vậy vậy. Ờ rồi 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 ha. Rồi vậy đi ha. Có gì nói chuyện sao? Hai ông bước lên đây. Ông miền ông cực làm ơn bước lên đây. Tôi nói một lần chót. Kể từ ngày hôm nay về sau. Dạ. Mỗi lần tôi nói điện thoại hai ông làm ơn yên lặng. Dạ. Đừng có nói một cứ một tiếng nào, thấy chưa? Dạ. Bây giờ tôi đi công chuyện. Dạ. Ha. Hai ông ở nhà làm dạ công việc, đừng có làm cái gì. Ông không được đập để bất cứ cái món gì khác. Dạ, chưa? Dạ. Còn ông cũng vậy, làm ơn làm những cái chuyện của mình ha. Trả quần áo lại cho ba má của tôi trong tủ, nghe chưa? Nhớ nó. À thấy giặt ủi cho trả lại. Chờ giặt ủi nữa hả? Thì giặt ủi cho sạch rồi trả lại. Tiền ai trả? Ông trả cho ai? Lỡ không phải của mình. Lỡ gia đình mà. Đúng vậy. Thôi đi nha. Ở nhà có cửa nẻo đàng hoàng, đóng là cho đàng hoàng, nghe chưa? Thì tôi khổ hai ông ghê đó. Nghĩ sao mà mướn hai ông người làm tên gì kỳ cục. Ông tên Miền, ông tên Cực, còn mình tên Lạc. Miền Cực Lạc. Tôi mới là định mệnh nè. Nhìn kích với hai ông à. Ở nhà có nhà đó. Cười cái gì? Không có tụng kinh. Nhìn cái bụt rùi tôi không thích rồi đó. Không có tụng kinh cho nên không biết. Miền Cực Lạc là nơi trong thương đã.
đi rồi. À, đi rồi ngồi một chút rồi mày chứ... có ăn nó chửi miết. Bà nội cho ô sinh mà làm như ở đợ chửi miết. À. Buồn chứ ha, bị chửi miết cũng buồn chứ ha. Ôi, trước sau giờ cũng phải đi khỏi chỗ này chứ rồi. Đi, biết đi về đau, không có nơi nương tựa. Thở chi có một tình yêu để mình còn có chỗ mình bám víu vô. À, ông không có chứ tôi có. Thôi ông đừng có sổ sổ, ông mà lộm chi mà có tình yêu. Có. Có không? Có. Tao kể nghe cô. Nè, tôi yêu cái bà Tư xách nước heo đó. Bà Tư xách nước heo hả? Ờ. Có không? Có. Kể cuộc tình nghe. Tôi làm thơ tôi tặng bà. Châu cho ai biết làm thơ luôn hả? Bữa đó tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng đó. Ờ. Xong tôi thấy bà xách nước heo đi qua, xong tôi làm bài thơ liền. Làm bài thơ tán liền. Tức cảnh sinh tình làm bài thơ tán liền. Đọc nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao, ghép thành bốn chữ vì sao yêu người. Với đó có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu. Châu. Ba phút sau có hồi âm liền. Có hồi âm hả? Quả theo thơ của tôi. À. Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tao. Với mày yêu tao thì kệ mày, mày tao không yêu lại mày làm gì tao. Trời ơi. Bà Tư đâu mà vô duyên vậy? Không yêu thì thôi chứ làm thơ chửi người ta. Chồng mà chửi á. Cái gì? Chồng. Châu cha. Há hoa trên cành hả? Đâu có, tại thấy hồi xưa giờ thấy bà đi có mình không mà, đâu có biết bà có chồng. Cuối cùng tán rồi mới biết. Hay nhá. Nhưng mà dù gì đi nữa tôi cũng có một mối tình, dù nó vụng dại nhưng mà nó hay. Còn đỡ hơn ông không có một mối tình nào. Xin lỗi nghe. Xin lỗi nghe. Con gớ là xếp lớp tuổi tiên không. 17 tới 21 qua 22 tuổi chia ta. Có không? Có. Sáng làm thơ, trưa làm thơ, tối làm thơ, tạng mới chịu ăn cơm, uống nước, đi lòm. Thiệt không? Ông có biết làm thơ luôn hả? Ừ. Thơ một bụng. Thiệt không? Ghê vậy? Hồi sáng, mới hồi sáng tuần trước, đang nằm, làm chi? Đang nằm ngủ, còn đang tỉnh, đang chưa tỉnh ngủ lắm, mới dậy đi toilet. Đang đi toilet thì con ghẹ nó gọi điện. Anh ơi, lòm em tạng em bài thơ buổi sáng, em mới có động lực để em làm việc cả ngà. Rồi sao làm không? Đang mê mê mang mang làm luôn. Sáng ra đi tiểu vàng khè. Ô hai trời đã đổi hè sang thu. Ghê không? Cái cảnh sinh tình á. Ờ, làm xong tới nhà rước đi ăn sáng. Được không? Hàng xóm bố dọn nhà đi gấp rồi. Sợ mình qua mình làm thơ nữa hai chi á. Cái bài thơ đó là phải tức cảnh sinh tình. Bài thơ đó là tức cảnh mà sinh lý á. Tao lao. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, trước sau giờ cũng phải dọn khỏi nhà này. Thằng Quy đó, nó về rồi nó mở cửa đi. Cũng phải có lý do ông mới chửi mình đó. Mấy năm trời đâu có vác con ghẹ mua về đâu. Sợ tôi gặp ông là banh xác á. Con ghẹ mua mà gặp tôi ông là banh xác là chia ta hả? Ờ, tôi thấy cũng lạ. Hình như là hai đứa mình có số xác ghẹ á. Thì đó. Con nào về cũng banh xác. Nó bấm chuông kìa, ra mở cửa đi. Có chìa khóa mà không bao giờ mở cửa. Có ai ở nhà không ạ? Ủa bấm chuông quá trời mà sao không thấy ai trả lời. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Ủa dạ, ủa. Dạ, dạ. Châu. Châu cho. Cái gì? Hốt ghê. Đâu có hốt rồi, thật sao hốt rác rồi. Hốt ghê. Hả là cái gì? Con gớ. À, nghe. Châu. Dạ. Ô. Dạ. Yeah. Dạ, dạ con xin nha, chào, chào bác. À. À. Dạ, dạ con. Con là ai? Dạ con xin tự giới thiệu. Dạ con là Vui, con là bạn gái của anh Lạc. Cái gì? Dạ con là bạn gái của bạn anh. Bạn gái con Lạc hả? À? Dạ. Quen nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con quen nhau cũng được 2 năm rồi. Sao nó quen nhau 2 năm mà mình không biết? Đào có dám đưa về nhà, sợ gặp tôi với ông là qua ngày hôm xa chia ta. Số xác ghệ mà. Mà bữa nay qua 2 năm rồi cũng dính chưởng à. Không phải lỗi của mình. Lỗi gia đình mà. Đúng vậy. Qua điều tra. Ờ dạ. Ờ. Dạ con xin lỗi con đường đột quá nhưng mà con muốn biết hai đường, bác. Đường đột đến gặp gia đình hả? Dạ. Hai bác đây là. Nói chung là cũng quen quen lâu hả? Quen dạ. Lâu chưa?
Dạ tụi con quen nhau được cũng được 2 năm rồi. Trời ơi, 2 năm rồi hả? Quen 2 năm rồi mà không dát về thấy gớm không? Giáo như mèo giáo ứ. Mà bữa nay dát về cũng cháy mà tôi nói rồi. Bánh thoát. Dạ. Ta có chuẩn bị. Âm thanh ánh sáng chuẩn bị. Màn hình lấy chuẩn bị. Trang phục chỉnh tề. Action. Dạ con. Dạ con nghe anh Lạc anh nói là đây, anh ở đây với ba với lại ông nội của anh. Ta xin giới thiệu. Ta là ba của thằng Lạc. Lành ghê, lành ghê. Ba dạ. Dạ lành hơn ông nội thằng Lạc. Tôi ông nội Lạc á. Ông nội Lạc á. Ông nội là ông già hơn ba nhiều. Ông già lắm. Bác ông nội Lạc đấy con. Ông là ông nội Lạc đây. Ba vô ghế ngồi đi ba. Ông hát này, bác làm ông nội mà tới mẹ. Rón đi ba. Ba ngồi đi ba. Con ngồi chơi. Ngồi chơi con. Đây. Dạ. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Dạ ông nội nhà mình nhanh già quá. Tới tuổi này nó muốn xuống, nó xuống, nó muốn lên, nó lên con ơi. Dạ. Mà hổm rài xuống nhiều hơn lên. Vậy là anh Đạt á, mới nói chuyện điện thoại với con á, anh nói là ông nội với ba, vậy là trời ơi con vinh hạnh quá, hôm nay con tới đây thì con được gặp ba với lại ông nội của anh Lạc. Nhà mình á, ba người đàn ông sống chung với nhau như vậy chắc là vui lắm ha ông. Vui con khỉ móc xì. Mắt dạ như con quỷ. Ba ơi con thật là lỗ mãn. Tại sao con lại giặt áo cho người ta xem lưng? Dạ. Chuyện gia đình mình là gia đình mình biết thôi. Dạ. Mình giặt áo cho người ta xem lưng là mình phải mỏi tay. Dạ. Cởi mẹ cho coi luôn cho phải. Dạ. Không có đâu con ơi, khổ lắm. Ủa vậy sao vậy ông? Nó chửi hoài con ơi. Anh làng anh chửi hả? Không tin không. Con muốn nghe không? Dạ. Con muốn nghe ông sẽ kể cho con nghe. Sự tích. Dạ 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 nghe. Khổ lắm con ơi. Dạ dạ. Con vô trong lấy cái cất xếp ra đây cho ba. Dạ. Ba ơi con vào trong đây. Nó ngoan lắm. Con bác dạy ngoan. Con ngồi chơi nha. Để đi lấy nước uống. Dạ thôi được rồi ông ơi. Có cái chiếu đây mà nó cũng không chịu dọn. Nó để đây con. Thiệt không chịu nổi luôn. Ba ơi ba cất xác đây nè ba. Con đem cái cất xác vô đây nè. Em vô trong đây. Dạ. Có việc gì không ba? Bấm luôn đi. Khổ lắm con ơi. Ở đỡ mấy chục sơn chơi mà nó không cho đi con ơi. Ôi khổ quá con. Tát đây tao mệt trong. Vậy đó. Khổ dữ lắm. Anh Lạc anh đối xử tệ với ông với bác vậy hả? Tệ lắm tệ con lắm. Ơi con không tin đâu, anh là anh đối xử tốt với con lắm. Trời ơi con... đúng rồi, đối xử tốt với con là đúng rồi. Đang đúng. Tại nó có cái để coi chứ mình có gì đâu có. Thua chị Đa thì cũng như nhau, là con người là giống nhau hết. Giống nhau cho được. Giống nhau được đâu. Trò bó lửa hay. Bây giờ bưởi nó giá trị hơn. Còn mình là gì? Mình thấy ghê. Bánh bèo có cặp bưởi lợi thế ha. Lợi thế. Thua khổ mình lắm con ơi. Dòa rồi. Nói vậy chứ không phải đâu. Con không tin đâu. Con không tin thì để chút nữa con về. Nó có mặt ở đây nè.
Nó thiệt con nghe, nếu mà con hỏi nó là con hỏi ai đây, chắc chắn nó sẽ chỉ là ô chim của anh. Cái gì? Không có đâu. Bất hiếu lắm. Anh Lạc không có dám nói gì đâu. Bà với ông nội mà kêu là ô chim. Ảnh không có tệ tới mức đó đâu ông ơi, bác ông ơi. Tin này để về đi rồi hỏi. Ông mày không cần tao rồi. Đó trời. Tự thao tôi kêu. Tự thao. Thôi cửa nẻo mà để cửa nẻo mở gì vậy sao? Trời ơi con ơi, cứu ông nội con ơi. Nói sao mà. Ủa vui. Em tới là làm gì? Em tới bất ngờ quá Phong. Em mới tới. Em khỏe không? Khỏe. Đó, đã có người giết nó thay ta. Anh Lạc, trước giờ anh luôn nói với tôi những lời ngon ngọt dễ thương, nhưng tôi không ngờ con người anh lại khốn nạn tới mức đó. Cái gì? Khốn lắm. Anh làm gì mà em nói anh khốn nạn? Bây giờ anh trả lời cho tôi biết con ơi, hai người này là ai? Thôi bỏ đi. Thôi. Cái gì? Con ơi ông. Hai người này là ai? Hai người này là ông ai? Ông nào? Ba này là Usin nhà anh chứ có gì? Phải chưa? Trời ơi. Trời ơi khổ quá đi con. Anh nói cái gì vậy? Hai mày là Usin nhà anh. Anh điên hả? Đây là ba giống nội của anh mà. Cái gì? Người ngoài mà ai người nói? Ta còn nhìn ra là ba giống nội. Mày trong nhà mày không nhìn. Ông nói cái đừng, gì? Đừng giết ông nội ông con. Ông nói cái gì? Ông nội lại con. Anh trời ơi, bỏ đừng có đi cho. Nó bóp cổ ba kìa con ơi. Trời ơi, nó bóp ở ngoài đường, nó bóp cái gì quen rồi, nó về nó đè, nó bóp cổ tôi rồi trời. Ông nói gì tôi không hiểu gì trời. Bác Hiếu. Chuyện gì vậy? Mày có tội Bác Hiếu. Chuyện tội gì? Thứ nhất là mày ngược đỡ gia đình. Cái tội thứ hai mày ghen cái táp tao không hờ làm. Cái gì? Đừng cái gì? Trời ơi, nó đánh qua tôi kìa. Trời ơi, cứu. Ô, Junia. Cái gì? Cứu tôi với. Junia. Là cái gì? Cứu tôi với. Cái gì vậy? Ông có tiếng gì? Tề thiên đại thánh đó. Trời đất ơi, Junia cái gì? Trời ơi, hai người làm cái gì tôi cũng hiểu. Anh à, tôi không ngờ là anh lại có người tệ bạc tới mức đó. Này cả ba cũng với ông nội của anh không dám nhận sao? Em à, em nghe kỹ đi. Tôi không cần nghe gì hết. Đừng nghe con ơi, bây giờ nó dụ dỗ con đó. Con đi bỏ nó đi con ơi. Bỏ đi chia ta đi. Kết thúc cuộc tình này là chấm hay. Cuộc tình này là pha phôi. Em đừng có nghe hai người này. Con người anh như vậy đó anh Lạc. Bây giờ anh về. Anh bước tới đó, quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội của anh đi. Miệng. Em nói sao? Anh quỳ xuống xin lỗi hai người này hả? Cái gì vậy? Anh xin lỗi ba. Ba bị gì vậy? Anh có quỳ không? Ba bị lên cơn đau tim. Đau tim mà ba ôm ở dưới bụng. Bây giờ anh có quỳ không? Em ơi, không có thể nào có chuyện là xảy ra được. Tại sao anh phải quỳ? Nếu anh không quỳ thì tôi với anh chấm dứt tại đây. Cái thúc. Một cái này là chấm hay. Quỳ đi. Anh có quỳ không? Nội lên tim rồi chưa? Tôi lên rồi. Em bị điều gì vậy? Thôi được rồi. Tôi quỳ nè. Ba ơi, sao ba có vẻ hết bệnh vậy? Mau khỏe rồi. Ô châu cho. Ông nội đâu có muốn vậy đâu con. Nhưng mà trong nhà này, con làm như vậy là người ta sẽ cười dòng họ mình, con biết không? Ông nội thương con không hết này, nó thương mày lắm mà. Bà đánh con như vậy con sướng tê người. Gì? Mày nhìn gì? Mày nhìn gì? Con ơi, bây giờ con không ngại ông dạy cháu không chứ? Dạ, dạ, ông cứ dạy đi. Con ngồi chơi. Dạ, được rồi. Con à. Dạ. Vô trong lấy cây thượng phương bảo kiếm ra đây cho ba. Dạ. Lộn chi có thượng phương bảo kiếm cho anh. Có cái thượng vàng vàng tôi để trên đầu tủ. Ba ơi, con sẽ đi ngay. Con thì quá lịch sự mà cháu mất dạy. Không thể nào tưởng tượng. Nằm xuống đây mày. Nằm xuống đây. Mày nằm xuống đây. Thượng phương bổ kiếm tới.
Cái gì ghê vậy? Im đi. Có nãy chuối nữa là dằn mà được rồi đó. Động quá. Cái gì vậy? Con không được như vậy nha. Con mày còn nằm đây mà mày kêu động quá. Mày phải gọi là tẩn liệm. Trời ơi. Con cái đó chỉ cho nó biết. Con ta tao dạy mất gì tới mày. Ông nói cho con biết, trong nhà này quốc có quốc pháp. Do có do heo. Đào. Do có do quy. Ăn rồi nấu trong bếp hoài. Bữa nay ông nội đánh con, gia pháp của nhà này đánh con cháu chỉ đánh 3 roi thôi, không có thêm 1 roi nào nữa. Quánh thì ít, nhưng mà nói cho con cháu nghe thì... Nhìn chết bạn em. Nói cho con cháu nghe thì nhiều. Rồi thứ nhất ông nội đánh con về cái tội mày đi chơi đêm. Tao hỏi mày, mày đi 1-2 giờ sáng mày mới về, tụi tao già rồi không ngủ được, 2-3 giờ mới ngủ vừa thiêu thiêu, mày về mày bấm cửa. Sao mày ác ôn dữ vậy? Mày ăn giọng ở ngoài chứ tụi tao có ăn được cái gì không mà mày mày hả? Mày nhìn gì mày nhìn hả? Mày cái đôi này tới cái gì vậy? Chơi này nằm kèo trên quýnh chơi được không? Chơi này quýnh chơi không có kể mày. Rồi thứ hai ông nội đánh con về cái tội giặt đồ. Ê tao hỏi mày nè, tụi tao già rồi, bây giờ mày giặt đồ mày đem ra tiệm cũng được, mày tiếc tiền mày không đem ra tiệm. Quần rin mà mày bắt hai ông già này ngồi dò hai cái ống quần xong là bỏ cơm luôn. Sao mày ác dữ vậy mày? Hả mày? Hả mày? Mày chỉ gì? Mày chỉ gì? Nhớ không? Mày chỉ không? Đau quá. Rồi thứ ba ông nội quýnh con là về vấn đề đi chợ. Tao hỏi mày, mỗi ngày mày đứa có 50 ngàn mà 3 người ăn, mà mày gọi ăn bò, bà nội mày lết còn không có chứ ở đâu bò hả? Riết hồi cũng chiều ý mày để giữ cái chỗ làm này để an ủi tuổi già, vậy mà mày cũng ăn bò được. Để tụi tao ăn mắm không đây, mày coi bây giờ là mày coi xương không chứ có miếng thịt nào đâu. Mấy chục năm rồi nè mày nhớ không? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Gì mày nhìn gì? Hả hả? Mày chống cự không? Chống cự cho đít mày bự luôn mày. Mày xạo 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 mày. Hả? À còn thiếu hả? Thiếu bà ơi, thiếu đâu có chịu. Đó. Ê là nói cái gì vậy? Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vờ vợ. Cái tạo rồi, em Sâm đứng lên. Đứng lên đi. Quánh về thôi. Mày cũng quánh nữa hả mày? Hả? Quánh về thôi không có gì đó phải không? Dạ. Quánh này nói chung là vậy thôi. Lấy cái hợp đồng ra đây cho ba. Là cái gì vậy ba? Cái gì? Công tra đó. Cái hợp đồng. Cái hợp đồng. Hợp đồng gì? Kệ tao mày, mày hỏi chi? Kệ con ngồi chân ha. Chờ chút, gia đình này quánh con mau lắm. 15 phút rồi lòi chành té bứa rồi. Đây ba. Cái gì vậy? Tao nói mày lấy cái hợp đồng mà. Đây cái hợp bằng đồng. Trời ơi. Cái hợp đồng là cái công tra đó. Công tra là cái gì? Ký công tra. Biên bản á hả? Biên bản gì hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng chứ phải là hợp đồng, đồng. Ủa, chú con thiệt là tù lô. Mày quá tù lô đi nữa mà tù lô. Tao có tù lô thường. Nhanh nhanh lên. Đây ba, hợp đồng. Đây. Hợp đồng ba làm sản hả ba? À, ký vô đây. Ký gì vậy? Mày không cần coi, mày coi hả? Mày ký không? Ê, mày ký không? Ký ra mày được. Ký thì ký đi. Đó, vậy đi. Ký thì ký, ăn bữa thì lẹ lắm. Ký vô đây giùm ông đi con. Ờ, dạ con ký luôn. À, ký đi con. Ký ngay chỗ này. Ờ, dạ. Tôi có ký không? Không, ông khỏi đây tôi ký. Ủa, ông biết chữ hả? Hả? À. Ông biết chữ hả? Không, quánh chữ thập nữa. À. Ha ha, sáng tỏ. Rồi xong.
rồi xong rồi, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi. Điện thoại kìa mày. Đây, thôi để tôi nghe. Nghe điện thoại đi. Hello, what did you say? What do you want? Yeah, come on baby. Dạ. Dạ, tôi nghe bà chủ. Ờ, dạ, bên này thì cũng đang, dạ. Cậu chủ đang đấm bóp giác hơi. Đưa này. Chết mẹ rồi. Alo. Má hai má. Dạ con nè. Trời ơi, mới về đây má coi nè. Hai cái ông ô xin thân yêu của má là hành hạ con, là đánh con trước mặt bạn gái con, làm nhục con đó. Dạ. Dạ. Dạ thôi con biết rồi. Dạ, cảm ơn má. Ông, làm chi đó? À, trước sau nó cũng đuổi đi, xếp đồ lại đi chứ làm cái gì. Ủa, nói vậy hai bác đây không phải là ba với ông nội của anh hả? Anh đã nói em từ đầu rồi, hai người này là ô xin. Mà em không tin. Đúng rồi, tụi tôi là ô xin nhưng mà ở trong nhà này mấy chục năm nay rồi. Nó nuôi nó từ lúc mà nó mới đẻ ra anh đỏ hỏng rồi. Bây giờ mà đuổi đi rồi không biết chỗ nào mà đi rồi còn sống. Cuộc sống bây giờ không biết như thế nào. Đúng rồi, đâu có biết cuộc sống ra sao. Biết đều đó. Vô dọn hết đồ đi khỏi nhà tôi liền. Ờ, anh đâu được. Anh ơi đừng làm vậy. Sao không được à? Anh ơi em biết là hồi nãy hai bác đánh anh rất là đau. Nhưng mà anh ơi anh suy nghĩ lại đi. Hai bác nuôi anh từ nhỏ tới lớn đó. Bây giờ nếu mà hai bác già như vậy, bây giờ anh đuổi hai bác đi rồi hai bác ở đâu? Con nói nó không có nghe đâu con ơi. Tại sao nó không nghe? Nuôi tới sáng mờ con không nghe. Tại sao không nghe? Hốt cặp bữa rồi nghe chi nữa. Khéo miếng đi. Anh à, em năn nỉ anh luôn á. Em thấy hai bác vậy nhưng thực sự là hai bác rất là thương anh. Anh đừng có đuổi hai bác đi, bây giờ ra ngoài rồi. Đúng rồi, ra ngoài biết ở đâu bây giờ. Trời ơi, khổ lắm. Trời ơi, thôi dẹp đi. Anh ơi, em năn nỉ luôn á. Chứ hai bác già vậy mà giờ ra ở gầm cầu rồi đi lang thang ngoài đường, không nơi nương tựa rồi đêm khuya xuống hồi xương rồi lạnh lẽo. Anh à, em năn nỉ luôn á. Tôi thương cạo lắm, tôi xa một đùi giống cạo nè, thấy không? Được rồi. Nãy là bạn gái tôi tạm bỏ qua chuyện ngày hôm nay nha. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, hai ông làm gì trong nhà này không được lãnh lương trong vòng 3 tháng. Trời ơi, không lãnh lương rồi lá gì bỏ vô mỏ. Tôi nuôi ông rồi đừng có quánh. Mà ông quánh tha thiết quá. Ông sợ chứ tôi không sợ. Mấy chị không sợ. Cầm đi. Tôi còn cái hợp đồng ở đây. Hợp đồng gì? Nếu cậu không chịu làm theo hợp đồng tôi sẽ đưa ra pháp luật. Cái gì? Đúng rồi. Tôi biết chữ chứ đâu phải không biết chữ đâu. Tôi dám vờ đó. Đó, hợp đồng gì vậy? Hợp đồng. Đây, ngày tháng năm đầy đủ nha. Điều khoản thứ nhất là từ nay trở đi, cậu phải coi hai người chúng tôi như là gia đình của mình và để cho hai người chúng tôi được về hưu nghỉ khỏe. Điều thứ hai là từ nay trở đi tự giặt áo quần, tự lo cơm nước, không để hai ông già này lo nữa. Điều khoản thứ ba đi về phải tự mở cửa, không kêu hai ông già này trong lúc ngủ say. Đúng, đúng. Điều khoản thứ tư nếu có đi nước ngoài, ngôi nhà này... Cái gì? Ông tính lấy luôn căn nhà này của tôi đó hả? Tôi xin lỗi cậu, nếu tôi mà người gian dối tôi không ở trong nhà này mấy chục năm nay. Ông bà chủ đã đuổi tôi đi lâu rồi. Ông mới nói còn nhà. Im đi. Bình tĩnh. Ta đưa ra pháp luật ra. Ta đọc hết rồi mày nhào nhào mày ăn ta đi. À nội mày, cái cốt ta Bình Hưng Hòa còn chê mà mày dám ăn à. Chưa giờ là rần rần rồi. Ta ghi đàng hoàng thế nè. Nếu sau này cậu chủ có đi nước ngoài, ngôi nhà này nếu bán đi thì cậu chủ sẽ tìm cho chúng tôi một nơi gọi là trú nắng trú mưa. Đó là một chung cư bên Phú Mỹ Hưng. Đó. Cái gì? Nằm mơ đi nhà ông. Ông nghĩ sao tôi mua chung cư cao cấp cho mấy ông ạ? Còn lâu. Hợp đồng tôi ký ai làm chứng? Ai làm chứng? Hả? Em. Đó. Em ký làm chứng. Đó. Thấy chưa? À, biểu em ăn bưởi. Trời ơi. Em ký. Vậy. Trời ơi.